Thì cái nhược điểm đem khi mà các bạn đã xài cái room công cộng như này này, là khi các bạn bấm vào đây ấy, thì nó loát với lại nó đi lượt trôi, nó trôi rất là nhanh, nó không phải nằm ở chỗ này. Ví dụ như khi vào cái này nó đang nó đang loát thì nó nằm ở đây đấy, nhưng khi nó loát xong thì nó lại chạy đâu, nó nằm tuốt dưới đây này, lại nằm dưới đây đấy. Thế giờ rồi đến khi các bạn chọn một trong số cái option trong đây nữa thì nó lại làm loát tuốt lướt như kia. Thì bây giờ thì chúng ta hoặc là có một số ấy, thì một số người người ta có một số từ khóa rất là hay, người ta chọn trong đấy, thì mình nếu như các bạn nếu mà muốn làm có thì không mất ý tưởng hoặc là mất một số cái từ khóa mà các bạn đã tìm được hay ho mà các bạn muốn ấy làm một mình luôn, hoặc là để chia sẻ cho riêng cái cộng đồng của bạn, thì các bạn nên tạo cho mình một cái room riêng. Thì để làm như thế thì các bạn là như thế nào? Thì bây giờ các bạn chọn vào đây này, tạo cho mình một cái chủ riêng đó. Thì mấy cái này dưới đây là nó chỉ gợi ý để người khác vào thôi, còn bây giờ các bạn tạo một riêng thì không cần, không nhất thiết là sau này thì các bạn có thể mời người khác vô cũng được, không sao cả. Thì bây giờ mình sẽ chọn vào cái này, thì đó cái tên đây thì mình bây giờ mình đặt tên cho nó là AIP. Sau này là cái tên này nó sẽ là cái máy chủ của bạn. Đó, chúng ta đợi một tí. Thì sau khi vào đây thì hiện tại thì bây giờ cái thằng mít trên đây ở trong đây thì nó không có này. Thì mà để mà vào đây, để mà đưa cái mít trên đây vào trong một cái kênh riêng của bạn á, thì các bạn phải đưa cho nó vào. Đây, cái này nó giới thiệu hơi nhiều, thì các bạn chọn vào đây này đó, cài đặt máy chủ. App Direction này. Rồi các bạn bấm vào trong cái mít chỗ này, bot đây này đó, bấm xem ứng dụng. Sau đó là các bạn bấm vào cái này, nó sẽ thêm vào cái máy chủ. Bắt đầu nó sẽ hỏi các bạn là máy chủ nó nằm ở đâu, thì các bạn chọn vào đây này, rồi phê duyệt. Rồi bây giờ chúng ta thoát ra và chúng ta thấy đây là nó cái máy chủ nó đã áp vào trong này. Thì bây giờ các bạn đã có thể sử dụng các cái lệnh qua vào trong này được rồi. Thì những cái thứ mà các bạn tạo ở đây thì nó sẽ nằm ở hết ở đây. Thì ý tưởng của bạn, các bạn sau này thí dụ như các bạn đăng nhập vào đây thì mọi thứ ý tưởng nó sẽ nằm hết ở đây, mà các bạn không cần phải đăng nhập vào trong cái của Mr. này cũ nữa, thì nó rất là mất thời gian. Thì các bạn cứ đăng nhập vào đây xong rồi, ví dụ như là sau khi mà các bạn sử dụng cái trình miễn phí này, thường nó sẽ cho 12 lần các bạn tạo ra những cái nhà. Và để mà sau khi hết rồi thì các bạn có thể thuê bao thêm, có thể nó có sẽ có một cái phần thuê bao chỗ nào thì mình không nhớ. Thông thường thì mình sẽ thuê bao sau khi mà nó đã hết cho mình thì mình mới thuê bao đó. Tại đây thì các cái phần ở dưới như này nó sẽ có các cái phần lựa chọn dưới này này, ví dụ như là U1 thì đây là nó mình chúng ta sẽ chọn cái phần này, nó sẽ phóng ra cái hình scale, là cái hình lớn của hình này. Đây thì mình sẽ lựa chọn vào cái này, ví dụ đi để cho các bạn dễ hiểu hơn và hình dung hơn. Đấy, chúng ta sẽ đợi một tí, thì khi mà bấm chọn để phóng to cái hình này ra để mà cho nó làm cái scale với cái hình này lên cho nó sắc nét hơn đó, thì chúng ta sẽ đợi thời gian nó sẽ nhiều hơn là những lấy cái máy ý tưởng như này. Ví dụ cái V này á, giờ mình cứ chọn vào đây đi ạ. V này á, thì nó sẽ ví dụ chúng ta lấy V1, U1 là chọn hình này, V1 cũng là chọn hình này, nhưng mà bốn cái hình gợi ý xung quanh nó sẽ lựa chọn một cái dáng giống y như vậy. Nó nằm ở đây đấy, các bạn thấy chưa, những cái bên dưới đây nó vẫn là thuộc ý tưởng thôi, nó đang để mà lấy ý tưởng để cho AI bot nó hiểu được cái ý tưởng của bạn đấy.
nó sẽ cùng một cái dáng kiểu dáng như này. Như các bạn chọn ở U2 sau này cũng sẽ có bốn con robot, nó có hình dáng nó quay ngược hướng bên này, nó như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi cái này và sẽ có một vài cái ấy ở sau đó. Rồi đây là cái hình mà sau khi mà nó đã scale lên, nó scale được cái hình này lên, và các bạn có thể mở cái này trong cái trình duyệt của mình để các bạn xem. Rồi sau khi chúng ta đã được cái hình này rồi ấy, lót được toàn bộ cái hình này rồi đó, các bạn có xem cái chất lượng cao hơn. Và bên dưới đây ấy, thông thường nó sẽ có nó có một và số cái đây này, nó có lại có thêm từ tạo ra một cái hình phóng lớn ra rồi lại tạo ra thêm một số cái hình nhỏ nữa, một số cái chi tiết khác nữa. Thí dụ như là đây nó kêu là và tạo ra bốn cái biến thể khác giống như cái này này, nó tương tự như cái này, tạo ra bốn biến thể khác nhưng mà chi tiết ở trong dựa trong cái phần chi tiết của cái thằng này đó, tạo bốn biến thể khác chứ nó không phải là giờ chọn tạo bốn biến thể khác giống như này. Cái này là nó cái tổng quan bốn biến thể tổng quan nhé, còn bốn biến thể này là bốn biến thể dựa trên cái phần chi tiết của cái này đó. Và cái này nó upscale line là nó sẽ lựa chọn nó đẩy lại cái ánh sáng, nó sẽ nó sẽ làm tăng cái phần chi tiết của ánh sáng đây. Còn cái beta upscale video đây là cái phiên bản mới nhất cái của cái nó lên up cái chi tiết nó lên này. Còn cái quét này thì các bạn bấm ra cũng xem quét thôi, em quét những cái hình như nãy đó. Thì với cái hình với cái beta scale này, ví dụ như các bạn muốn để cái hình nó phóng to cho các bạn một cái chi tiết cao nhất. Như cái hình này bây giờ tôi ví dụ đây. Đây đây là cái hình bây giờ nó sẽ ghi cho các bạn này, upscale này, beta này, upscale line này. Đây là phần upscale line, tức là nó sẽ tăng cái giá trị của mấy cái ánh sáng lên. Cái này thì mình cũng đã thử mấy lần rồi nhưng mà thấy đường nét nó cũng bể lắm. Thì ví dụ như là robot đây thì ok, mình lấy cái từ khóa robot này thì nó ok, nó nhìn cũng đỡ, nó đỡ nhòe hơn. Ví dụ đã trước đây mình có tạo một số cái hình người nó nhòe, nhìn người nó không ra cái chi tiết rất là xấu. Còn cái upscale beta đây thì nó sau này nó đưa ra một số cái và nó sẽ vào chi tiết của nó rất là cao hơn, mức độ cao hơn. Rồi thì đây là cái hình mà mình sau khi đã lót xong, thì tức là mình đây là cái upscale vậy, upscale line này nó có hai cái. Thì sau khi các bạn đã load lên và mở lên, thông thường nếu mà các bạn mở lên bằng cái này thì các bạn không có phóng to được đâu, thì mở trong trình duyệt thì phóng to lên được. Thì nó ở đây, thì đây là cái upscale beta này, mức độ và chi tiết của nó với lại cái hình ảnh của nó cao rất là tốt, nó có vẻ tốt hơn. Còn đây còn cái này là upscale line này theo cái bản cũ này đấy, các bạn nhìn thấy nó nhòe chứ không, rất là nhòe nhé, nhất là những cái khuôn mặt người mà thấy nó nhòe như này là thua rồi. Thì cái bản cũ cái bản beta này thì em thấy nó cũng là tương đối. Đây là một số cái hình ảnh mà trước đây mình đã cũng đã vừa thực hiện đây này, đó rất là đẹp. Thì ở cái bản sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà thực hiện các cái từ khóa để mà tạo làm sao để mà tạo ra được những cái hình ảnh mà chi tiết mà nó đẹp như thế này. Thì mình cũng có cái kênh của mình ở đây trên YouTube đây, thì các bạn hãy xem nếu mà thấy hay và hấp dẫn hoặc là bổ ích cho bạn ấy, thì hãy follow cho mình sao mình nhận được các video sau. Thì cái kênh của mình chính chủ yếu là làm bên về CGI, làm các thiết kế và các báo ở trên máy tính là chủ yếu. Mình cũng đã sử dụng một số cái phần mềm như là SketchUp, DaVinci, Adobe After Effects, và bây giờ chúng mình sẽ đang học và làm thêm một số cái về AI nữa này.
Thì nếu các bạn cục có thấy với mình thì cho mình xin một suất hoặc một xe. Cảm ơn các bạn.